chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 7 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2024. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ sắt son Quảng Nam - Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân tỉnh họp giải quyết khó khăn của Sở Y tế Quảng Nam. Sôi nổi hội thao quốc phòng toàn dân thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm. Mở đầu lễ kỷ niệm là màn xếp hình nghệ thuật có chủ đề Bản Hùng ca Điện Biên do các nghệ sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Tiếp đó là màn trống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc trống đủ kích cỡ, đội cờ, đội múa rồng. Lễ meeting chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ đảng, cờ tổ quốc bay qua lễ đài chính. Diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước trình bày, thể hiện lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm tận lực, anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chân thành biết ơn sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia, anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Sáng nay, Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ bàn giao di vật kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ tại Quảng Nam. Dự và bàn giao kỷ vật có Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, đại diện Cục Chính trị Quân khu Nam. Các di vật kỷ vật bàn giao cho 14 thân nhân gia đình liệt sĩ gồm có giấy báo tử, lý lịch quân nhân, sổ tay, ảnh cá nhân, giấy chứng nhận thành tích, kỷ niệm chương kháng chiến, giấy khen, thư cá nhân. Đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ được bàn giao các di vật kỷ vật, cung cấp thêm thông tin của liệt sĩ đến lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị với mong muốn Cục Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đây là những di vật kỷ vật mà các liệt sĩ gửi lại trước khi đi bê. Nay Cục Chính sách bàn giao lại cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong điều kiện chiến tranh kéo dài, những kỷ vật này có lúc lưu lạc hay nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị tham gia chiến đấu trước đây. Sau ngày giải phóng, Cục Chính sách và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội,
và Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh xác minh thông tin để đưa kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ về với gia đình, người thân. Thưa quý vị, tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ tình nghĩa sắt son, hợp tác, cùng nhau phát triển bền vững là thông điệp được nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình số 01 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy của hai địa phương Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình số 01 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ hai địa phương Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên lĩnh vực giao thông, hai địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát việc lập quy hoạch định hướng phát triển hệ thống giao thông các tuyến đường lớn kết nối Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án nạo vét sông Cửa Cò và công trình cầu Quảng Đà, hỗ trợ vận động các doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát thị trường, đầu tư tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Trong thời gian đến, hai địa phương tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp thực hiện một số nội dung quan trọng gồm tăng cường quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng, phối hợp kiểm tra công tác quản lý khai thác khoáng sản, tăng cường hợp tác hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp OCOP, phối hợp triển khai quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, đầu tư nâng cấp cải tạo đập điều tiết tại sông Quảng Huế. Các nội dung liên quan đến phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia, tăng cường hỗ trợ hợp tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về chuyển đổi số, lĩnh vực y tế, hợp tác du lịch cũng được hai địa phương quan tâm thảo luận tại buổi làm việc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thành phố Đà Nẵng đã phối hợp hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tiềm năng phát triển giữa hai địa phương còn rất lớn, trong thời gian đến cần tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ tình nghĩa sắt son, hợp tác cùng nhau phát triển bền vững. Đây có thể nói là cái hành lang rất là quan trọng để mà chúng ta trong cái chương trình phối hợp thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu đồng bộ và điều chỉnh để mà khai thác những cái tiềm năng thế mạnh của hai địa phương chúng ta. Thì thấy là cái cơ sở chính trị và pháp lý hết sức là quan trọng mà chúng ta đã có. Chúng tôi cũng thống nhất hoàn toàn với các cái nội dung trong dự thảo là gồm có 9 nội dung trong cái phối hợp sắp đến. Và qua phát biểu ý kiến các đồng chí thì tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung và cũng mong các đồng chí quan tâm. Thứ nhất là tập trung cái phát triển liên kết về du lịch thì có thể nói là cái thế mạnh rất là lớn, sản phẩm thời gian qua cũng rất là nhiều nhưng mà tiềm năng cũng rất là lớn. Bên cạnh ý kiến của anh Hồng, của chị Hạnh thì tôi thấy là một cái lĩnh vực nữa cũng hết sức quan tâm là tôi thấy là cái mảng du lịch cộng đồng hiện nay cũng là cái thế mạnh cần phải phát huy giữa hai bên, khi mà cái tiềm năng hai bên cũng rất là lớn. Quảng Nam thì di tích văn hóa lịch sử nhiều, cái địa điểm du lịch sinh thái cộng đồng cũng rất là nhiều, kết hợp đa dạng tour tuyến thêm thì nó làm phong phú thêm cái môi trường du lịch, bên cạnh những cái và đặc biệt là khai phá du lịch của cái khu vực phía Tây của Quảng Nam cũng là rất là tiềm năng, thì tôi thấy cũng cần quan tâm cái vấn đề này. Phối hợp cái tuyến khai thác cái tuyến Đà Nẵng Cù Lao Chàm thì khai thác cái vấn đề này thì tôi thấy là với cái trách nhiệm của khu dự trữ sinh quyển quốc gia thì đây cũng là một cái giá trị, một điểm đến hết sức là ấn tượng, rất là quan trọng trong cái sản phẩm mới của du lịch của chúng ta trong cái giai đoạn sắp đến. Sáng nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn. Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Đức thông tin, thống kê trước khi nghị quyết 13 ban hành, toàn xã Phước Đức có 94 nhà cần sửa chữa và xây mới, đảm bảo kiên cố 3 cứng. Đến nay đã có 3 hộ thoát nghèo bền vững, nên con số này chỉ còn 91. Năm 2023, địa phương đã xây mới 5 nhà, sửa chữa 10 nhà. Theo kế hoạch, năm 2024, Phước Đức sẽ xây mới 27 và sửa chữa 19 nhà. Vừa qua, ngày 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã phân bổ nguồn đợt 1 về xã Phước Đức để xây mới 4 nhà, sửa chữa 12 nhà. Ông Nguyễn Công Thanh đánh giá cao những nỗ lực của xã miền núi với nhiều khó khăn như Phước Đức đã triển khai tương đối tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Địa phương cần phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân ý thức được
Đây là chương trình lớn của tỉnh mang tính nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân phải nỗ lực, tích cực phát huy hết nguồn lực của bản thân và kêu gọi sự chung tay của bà con và người thân quen góp công sức. Chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn về tình hình triển khai nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 và nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm ngọc linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 tại huyện Phước Sơn. Giai đoạn 2023-2025, theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn phê duyệt, tổng số nhà dự kiến thực hiện là 1.799 nhà, xây mới 903 nhà và sửa chữa 896 nhà với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 81 tỷ đồng. Năm 2023, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 270 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2024, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 400 nhà, xây mới 186 nhà, sửa chữa 214 nhà, với kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Số hộ gia đình, người có công với cách mạng và thân nhân có nhu cầu được hỗ trợ thực hiện nhà ở là 16 nhà sửa chữa với kinh phí 480 triệu đồng. Về kết quả thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm ngọc linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đối với cây sâm ngọc linh, số cây sâm do tỉnh cấp trồng di thực là 1.000 cây. Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn trồng 500 cây, tỷ lệ sống phát triển đạt 453 trên 500 cây. Giao 4 hộ dân ở xã Phước Lộc trồng 500 cây, tỷ lệ sống đạt trên 50%. Số cây sâm ngọc linh người dân tự mua trồng từ năm 2022 đến nay là 1.380 cây, phát triển tốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn sáng nay đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế Quảng Nam liên quan đến một số nhiệm vụ được giao tại thông báo kết luận số 726 của đồng chí Bí thư tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế nêu lên khó khăn về nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho hoạt động khám chữa bệnh các năm 2022, 2023 và 2024 đối với hệ điều trị của các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Kế theo đó là vấn đề nợ lương của cán bộ công nhân viên chức, tình hình thiếu vật tư y tế, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế do vướng mắc trong công tác thẩm định đấu thầu, về chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo. Để bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, cần có chủ trương cho xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh đối với một số đối tượng khó khăn theo thẩm quyền. Để phát huy cơ sở hạ tầng vật chất của phòng khám vùng A là Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, Sở Y tế đề xuất chuyển giao phòng khám khu vực A cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc quản lý vận hành, trước mắt theo mô hình phòng khám đa khoa như hiện tại. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở Y tế rà soát quy định về thông tư luật đấu thầu năm 2024 để thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị y tế phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải ngân, quy trình triển khai, giải ngân các tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khi chờ Bộ Y tế sớm ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề xuất giải pháp để 3 bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Cũng trong sáng nay, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn. Theo trình bày của các công dân, năm 2020, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Bách Đạt An và bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam tại các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn. Hội đồng xét xử tuyên án yêu cầu Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam tiếp tục đàm phán, ký kết các phụ lục hợp đồng nhằm hoàn thiện cơ sở về pháp lý,
để thực hiện đúng điều khoản đã ký kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bên thứ ba là người mua đất. Tuy nhiên đến nay, cả Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đều chưa có động thái thực thi bản án mà tòa án đã tuyên. Vì vậy, các công dân đề nghị các cơ quan chức năng đôn đốc hai công ty trên nhanh chóng thực thi bản án mà tòa án đã tuyên, đảm bảo quyền lợi cho các công dân đã mua đất tại các dự án này. Đại biểu Tạ Văn Hạ ghi nhận các kiến nghị của công dân và cho biết, theo quy định của pháp luật, các đại biểu Quốc hội không có chức năng giải quyết các kiến nghị của công dân mà chỉ có chức năng giám sát việc giải quyết. Vì vậy, đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị các công dân tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam giải quyết vụ việc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức giám sát việc giải quyết. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm xem xét thông qua chủ trương đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn, thực hiện công tác nhân sự. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh thống nhất thông qua 13 nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án đầu tư công, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng thời điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện, thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Đề án đề nghị công nhận đô thị Phú Thịnh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 5. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa 12 đã tiến hành biểu quyết đồng ý miễn nhiệm trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Hữu Bình. Thống nhất bầu bổ sung trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Vân. Tiến hành biểu quyết đồng ý miễn nhiệm phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Bình làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bổ sung hai ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Năm 2023, trên địa bàn thị xã, các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế được dấy lên mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực. Nổi bật là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của thị xã Điện Bàn thực hiện đạt trên 24.743 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người của thị xã hiện nay trên 66 triệu đồng mỗi người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%, đời sống mọi mặt của nhân dân ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức 5 năm một lần, Hội thao Quốc phòng toàn dân trở thành ngày hội thể thao lớn của lực lượng vũ trang thành phố Tam Kỳ. Năm 2024, Hội thao Quốc phòng toàn dân thành phố diễn ra với quy mô lớn hơn, lực lượng vận động viên đông hơn với gần 600 người. Các môn thi đấu phù hợp với hình thức tác chiến của lực lượng dân quân. Phóng sự phản ánh không khí sôi nổi của Hội thao Quốc phòng toàn dân năm nay. Dù thi đấu trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nhưng tinh thần thể thao của vận động viên còn nóng hơn khi tham gia thi đấu. Tại Hội thao Quốc phòng toàn dân lần này có các nội dung thi đấu đối với khối dân quân 13 xã phường, gồm 3 môn phối hợp nam nữ, bơi vũ trang, bắn súng tiểu liên AK nam nữ, võ chiến đấu, tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, tổ phóng nổ, bắn súng máy phòng không 12,7mm. Đối với khối thanh niên gồm các môn chạy 100m nam nữ, nhảy xa nam nữ, chạy việt giã 3.000m nam và 1.500m nữ, ném lựu đạn xa trúng hướng nam nữ, bóng chuyền nam, cầu lông nam nữ, bóng bàn nam nữ. Các vận động viên đều đặt quyết tâm cao trong từng môn thi. Qua quá trình huấn luyện, năm nhất cũng như là dân quân cơ động, qua quá trình thì ban thi theo bài võ lớp, chọn những vận động viên có thủ phẩm chất phù hợp với các từng môn thì tham gia đầy đủ các môn. Thì đối với hội thì năm nay thì quyết tâm thì tham gia đầy đủ tất cả các nội dung, không bỏ sót nội dung nào, thì phấn đấu quyết tâm có kết quả tốt nhất trong từng môn thi. Hội thao Quốc phòng toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để cấp ủy chính quyền thành phố, xã phường đánh giá đúng kết quả công tác huấn luyện,
rèn luyện thể lực, kỹ chiến thuật của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tại các đơn vị. Đồng thời cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao trình độ. Thông qua hội thao, cấp ủy chính quyền địa phương sẽ có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Có thêm những nội dung mới, ví dụ như là nội dung tổ phóng nổ, nó phù hợp với cái hình thức thực chiến của dân quân. Rồi cái trung đội, tiểu đội bắn súng bắn bộ binh, rồi tiểu đội 27. Thì những nội dung đó là nội dung rất là mới và nó phù hợp với tình hình thực tiễn. Với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác huấn luyện quân sự và phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang thành phố được tổ chức thường xuyên, rộng khắp và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động huấn luyện, luyện tập đi vào chiều sâu, nhiều mô hình hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, các hội thao quốc phòng toàn dân thành phố cũng đã có những bước tiến mới, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 94%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 63 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Prao mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ.